Xin chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục chơi tắm trò. Đầu tiên là trò Crossfire, những chiến binh dũng cảm đường phố. Mọi người ơi, like và chia sẻ cho mình nha, để mình có động lực làm thêm nhiều game hay phục vụ mọi người nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Bye.